Xin kính chào tất cả các anh em đã đến với kênh Review Audio. Hôm nay em mới về được một chiếc đầu CD của hãng Sony. Chiếc này là Sony 3 số 5 ESG. ESG là đời cao cấp nhất của dòng 3 số 5 các bác nha. Hàng đấu giá mới về từ Nhật, máy còn đẹp xuất sắc, đầy đủ phụ kiện. Khỉn zin theo máy. Cantolo, sách hướng dẫn đầy đủ. Đấy. Còn có cả cái này là hóa đơn khi mua hàng. Một chiếc máy về còn rất đẹp, cam kết chưa sử dụng tại Việt Nam. Dòng này thì khá là nổi tiếng trên thị trường, được nhiều anh em đánh giá cao. Dòng này chúng ta nghe nhạc vàng, nhạc bolero thì rất là ngọt ngào, cực kỳ hay. Máy được thiết kế với size chiều ngang 465, chiều cao là 122 và chiều sâu là 355. Máy được trang bị hai hồi gỗ hai bên phụ bóng piano. Nhìn rất là sang trọng đẹp mắt, hai hồi gỗ còn đẹp long lanh. Mặt trước của máy được làm bằng nhôm phay xước màu vàng chanh. Đây em lại quay chi tiết cho các bác thấy này. Nhôm phay xước màu vàng chanh còn rất là đẹp mắt luôn. Dòng này thì có hai màu, màu đen và màu vàng chanh. Thì màu vàng chanh bao giờ được nhiều anh em yêu thích hơn, giá trị sưu tầm cũng cao hơn. Đây các bác có thể thấy cận cảnh chi tiết này. Các góc cạnh còn rất là đẹp luôn. Đấy. Rồi, bây giờ thì trước khi trải nghiệm chất âm thì em sẽ tháo cái nắp, mời anh em mình cùng nhìn ngắm phần nội thất cũng như là mặt sau các bác nhé. Các bác có thể thấy hai hồi gỗ rất đẹp luôn nhé. Phụ bóng piano, các cái vân gỗ nhìn rất là sang. Đây là cái còn lại này. Đấy. Hai hồi gỗ đẹp long lanh. Mặt nắp lưng. Các bạn thấy mặt nắp lưng này. Rất mới và làm được làm dày sục luôn. Mới keng. Ui các bác nhìn cái nắp lưng này. Nặng trịch. Nắp lưng này làm phải nó cực kỳ vip luôn, nặng trịch luôn. Mới keng từ trong ra ngoài luôn này. Rồi, em mời các bác ngắm nhìn phần nội thất đây nhá. Sắt xi vàng ươm vàng ống 7 màu. Con này nội thất làm rất gấu, máy nặng trịch. Các bác thấy là được làm tới hai biến áp nguồn này. Tiếp chưa? Tất cả các chi tiết là nhìn vàng ống. Đẹp long lanh. Nội thất rất đẹp luôn. Đây là phần mặt phía sau. Các cái chân rắc kết nối được mạ vàng này. Đấy, sáng choang. Sony 3 số 5 ESG. Điện 100V, made in Japan. Em quay rõ số seri nhá. Bây giờ mời các bác cùng trải nghiệm chất âm rất hay trên 3 số 5 ESG. Hôm nay chúng ta nghe bài hát là Ngày Đá Đơm Bông của chú Duy Khánh. Em sẽ sử dụng remote nhá. Bài này là bài số 5 này, em chọn bài số 5. Rồi, mời anh em mình cùng trải nghiệm chất âm. Một dòng sông, một
Đấy, các bác thấy là chất âm thì phải nói là cực kỳ ngọt ngào, nghe rất hay. Một chiếc máy rất VIP, gấu đẹp sang trọng, tất cả là còn hoạt động hoàn hảo. Em chỉ có một chiếc duy nhất thôi. Bác nào quan tâm thì vui lòng liên hệ sớm giúp em qua số điện thoại hoặc Zalo quen thuộc. Đây là một chiếc máy mà em để cái giá cực kỳ tốt các bác nhá. Giá còn rẻ hơn một chiếc máy màu đen luôn. Lần này về thì giá cực kỳ tốt. Thế nên bác nào mà mua thì liên hệ sớm giúp em. 0916 950595. Em xin chân thành cảm ơn cả nhà mình rất là nhiều. Xin kính chào và hẹn gặp lại.